Dạ các bác, giới thích mai yên tử thì em giao lưu các bác một số cây mai yên tử nhé. Đây cây này là trên chậu hết rồi này. Cây này cao từ cả chậu nó cao 1m6 các bác nhé. Đây cành đã vẽ hết rồi nhé. Đây cái đoạn này giá rẻ các bác nhé. Đây. Cây này thì cao. Cái này từ mặt chậu này lên nó cao 1m6 rồi, chưa tính chậu các bác nhé. Đây. Cái này là cây số 1 này. Đây là cây số 2. Cây số 3, số 4 này. Cây số 5. Cây số 6 này. Đây là cây số 7. Thường các đoạn này thì nó chỉ dao động vào 800 đến 1 triệu một cây các bác nhé. Đây là đã bao gồm cả chậu mà. Cây là màu xanh. Không là trên này nữa. Cây này đều đã vào chậu hết rồi nhé. Vào tay rồi. Các bác về chỉ được nuôi thôi. Giá chỉ vài trăm thôi các bác nhé. Mà đây, trên này có cây có đầu lụ, có cây thì chưa các bác nhé. Giá chỉ vài trăm nghìn thôi. Các bác nào có nhu cầu thì alo em theo số điện thoại Zalo là 0936808910 các bác nhé. Cây bái trai trai này thì chỉ có giá vài trăm thôi. Cái to to này có giá 1 triệu quay đầu. Cây này hàng là đào đá thuần chậu rồi các bác nhé. Mai to này. Mai to nhé. Đây cây thị thôi. Đây đấy mai to. Cây này vào tay tán hết rồi. Cây này thì cũng rẻ đâu, vài ba triệu một cây. Cây toàn chậu hết rồi. Không sợ như là cây ngoài vườn các bác nhé. Ngoài vườn nó đi nó đánh nó bại mất thời gian. Đây là cây này, cây đều toàn chậu hết rồi. Cây choai choai đều có đấy. Đây là mai yên tử các bác nhé. Màu vàng 5 cánh. Đấy, cây to, cây nhỏ để có hết. Cái loại này chỉ 1 triệu hơn 1 triệu cây các bác nhé. Đây là cây mai miền Nam. Nhà nào cao đẹp thì để cây này. Đây là mai sái lũ, toàn lũ to này. Đây thì cao. Nhà vườn em ở Đông Triều Quảng Ninh các bác nhé. Có là có nhu cầu thì alo em.